DK Charity, vì một cộng đồng gắn kết. Ê, cái phòng này trông quen quen nhỉ? Mày cái thằng Destiny có chơi nó không? Destiny rồi, Destiny với cả sai Destiny. Đây, cái này xong rồi. Tên đi rồi áo rồi. Mình tính là băm đứa kia. Ngoài trông quen quen nha. Hết cả mình. Buôn khỏi cay cay cay. Ê, đéo thì cứ đi theo ạ, đéo hiểu đi theo làm. Thôi. Ui giời, số 14 ạ. À, số 1. Đi chơi rôn cày cày cho nó khỏe. Cái chui thùng chán lắm. Mẹ. Không. Tao hôm nay tao chơi bữa tối. Tao chơi bữa tối chứ mày cứ. Ủa đâu mới giết có một game cho tao thôi. Thống đi đi. Tao chết đầu ạ. Nuốt. Nuốt. Qua qua cả bù vào cùng rồi này. Không có nuốt, nuốt đúng một đứa thôi. Si Vũ em Long. Si đi theo để bên đổ Si mà kiểu bê không. Qua gặp anh Long này, gặp em Long à. Ủa có luôn hả? Có, đi theo để dù để đổ kia Si làm hai bạn Canada rồi. Mọi người nể Si á. Cứ quan sát đâu. Quán buồn nông nó có đi chung đéo đâu ta. Có ám sát. Có gì theo nhưng mà không. Rồi, cặp tình tình ám sát. Một nắng thôi chơi à. Tao nói nha, thằng béo thằng này. Còn cái pha vừa rồi là không phải là cố ý chém. Có lu có bộ à? Ok. Nhật Nguyễn cho chơi với á. Em cứ nhảy vào cái phụ phòng nào anh đang chơi thôi. Ok. Chấp nhận thôi. Cặp giò nữa à? Hôm nay đông vui đấy. Đông hết luôn, dễ chơi. Chỉ nào là Vũ TH hả? Số 1 cũng càng đông đấy. Cặp tình tình ám sát, chìm ưng. Số 1 cũng càng đông đấy. Canada, kỹ sư là bi á hả? Số 15 cũng chưa áo không? Không, không biết ai là chưa áo. Ý, vãi nồi. Ui, này có số 15 cho người báo thù này. Dư Canada với kỹ sư ạ. Kền. Em bé với con cò có hiện tượng động tay ổ điện này. Em bé có hiện tượng động tay ổ điện kìa, em bé kìa. Thấy ở đây, thấy. Có dao mình, có dao phai. Không có. Anh có con dao mổ này như không có hệ đồng hay sao anh ạ? Anh số cân cuối cơ. Còn đang ở game này khi còn đeo Canada nữa chứ. Đi. Bun coi với ai nhỉ? Lượn lượn đi. Sian bun coi à? Anh điên này nhìn nguy hiểm lắm. Đây này. Đâu đó. Mà nó im mày mà, nó im nữa, khi nào cắt danh tính không nhỉ? Rồi. Thằng Chí Đa chém, thằng kia vừa ấy. Các mình tới lên đây. Ô, tôi thấy thằng gấp nó giết thằng B nhưng mà thằng gấp chết rồi. Tiêu Nhân San đi với Jack với thêm Nemo mà tại sao Nemo với Jack chỉ con siêu Nhân San và con sống là sao? Là sao? Ở chị Canada nó bú mất cái xác rồi. Tiêu Nhân San đi với Nemo với Jack lên trên phòng hướng lên phòng buộc ấy. Mà bây giờ đi mua vậy chắc chết rồi con đi xem những xanh vậy con sống sót là sao? Quá, wow, mình tôi giao giết được hai xác. Không, cấp danh tính, thì vẫn giết được, có thể giết được. Mày lại dụ Nemo vào lò đốt rồi đúng không? Tao lấy tên đánh đeo cái xác. Ở hội trường mà. Nhưng mà lúc nãy là Nemo này đâu? Giác lúc đấy giác chia ra, tắt ra hay không thì Rosie không biết, nhưng mà hai người đi với nhau mà. Ông Nemo đi với Nghĩa, Nemo đi với thằng Nghĩa này. Bây giờ tao đổi đôi mày này Nghĩa này. Sao? Nemo chết, tao chết cũng được. Tao đổi đôi mày này. Tao chứng minh sự lên kiến của tao, vote tao đi.
Ok, bot luôn. Bot luôn. Đừng có sợ. Tại vì lúc đầu game mình đi chung mà xong rồi gặp thằng Jack này mà tắt ra rồi. Bot thôi. Không, không tắt. Thằng B này, thằng B này nó vừa đứng ở kho mà tí. Hả? Ê đúng rồi, thằng B này nó vừa đứng ở kho đúng không? Nó mới vừa đứng thằng gấp đi ngang qua chiếm luôn đấy. Bị cắt danh tính chém mà bay đi rồi. Và chỉ đa đa là cần kề nhá. Chỉ đa đa là cần kề nhá. Gì đây, gì đây? Kền nào? Thằng chí ra đa gần kề nên nó bú mất một xác rồi. Thì như gần kề bú hai xác rồi. Ờ, khả năng nó bú hai xác rồi đấy. Tôi dí mẹ luôn đi. Trời ơi. Dí luôn đi. Dí ai? Dí thằng gần kề này. Ôi. Thôi dí gần kề luôn đi, không tí không có xác mà vốt thôi. Chí ra đa vừa bú cái xác thằng B ở kho tôi nhìn thấy rồi. Bú có một xác à. Thằng của bé ở đâu? Thằng của bé lúc qua tôi thấy của bé tại phòng học mà. Bé đấy nó phòng học là cấp tinh tính rồi. Rồi, thì kênh kênh bú rồi. Nó đi, nó nhận kênh kênh nó. Ít người kênh kênh có 4 xác rồi đấy. Trời ơi, bú 3 xác rồi. Trời ơi. Máy quá không hơi kinh kinh. Phải vote trên kênh chứ không người đéo có xác mà vote. Phòng này chơi được nha. Chơi ok đấy. Ủa nhanh đẹp hay sao ta? Nó sao run em à? Dẫn điệp à? Hơn muốn tự vote. Xem nào, cặp danh tính, ám sát. Thằng vừa vốt có khi đó là cấp danh tính rồi. Có dao nhỉ? Không có dao. Có dao thì anh đi anh băm thằng kền kền ngay. À, chưa kịp nói cho bạn muốn coi mà. Tôi định bảo là tôi chiếm ông này, tại vì chạy với luôn chạy trong đường hầm ấy. Không giờ còn chạy trong đêm nữa, vừa tới cái chỗ đèn của tôi chiếm luôn. Em bé Lucy. Tại chém ta. Bút coi và đi với ai nhỉ? Tại vì đi với Siang. Bây giờ không phải Canada nhá, tại vì xét này tôi bút lên mà tắt đèn mà đúng không? Tôi bật cái đèn lên xong rồi ông đốt chạy mầm từ trong đường hầm ra. Ông có đứng chung với ai không? Hay ông đứng với mình mà ông băng gì vậy? Tôi đứng một mình, tôi rủ bun còi đi chung mà bun còi chạy lên mất rồi. Từ từ nhá. Con cò nãy bảo con cò là Canada. Nhưng mà đây không phải Canada bạn ơi, con cò fake rồi. Fake hả? Khả năng không có Canada game này đâu. Có tôi chứ. Nói, không có. Tôi nói trước cho bun còi ấy là tôi có dao, rồi tôi còn định nói thêm là tôi sẽ đi băm con cò. Mà bun còi sợ tôi băm cái dao ấy, bun còi chạy mất. Tao đéo tin mày. Chạy. Không phải Canada đâu. Tôi là số gần cuối tôi vẫn còn Canada, tôi không pick mà. Thế thì thì chắc anh cứ game này đi. Game này có 4 chết này. Game này có 4 chết này. 4 à? Thế mọi người thế thì tôi chính... đi với thằng quạc rồi. Bún còi đi với ai? Tao đi một mình. Một mình nhỉ? Rosie với em bé thì sao? Tôi mới Rosie ở Em bé đang ở đâu đấy bạn? Tôi đang ở trên cái gì hành lang chỗ gần phòng đốt đấy. Hành lang gần phòng đốt á? Em bé cũng đi một mình hả? Tôi thấy tắt đèn tôi sợ quá, tôi đứng ở trong cái lò đốt. Đốt xong tôi đi ra tôi thấy hai gà rực từ kinh này. Em bé này thì em bé lúc đầu game thì thấy làm tắt điện này không biết phải đa không thôi. Trời ơi tắt điện cái gì bạn? Bây giờ sao bọn em chỉ biết làm hoặc là vì đấy sao mà thì tôi bảo thế, có thể lại đéo có dao cơ. Có thể là vịt, có thể là radar. Tôi đứng sau cái tắt đèn mà bây giờ vịt nó chết thì nó tự làm chứ tôi làm lắm gì, vịt sống làm lắm gì. Thế thôi skip đi. Thôi skip đi. Rồi chơi tiếp.
Ai à. Đồ chi game này tốn kỹ thế nhờ. Đồ tim được. Khả năng em bé là vịt chứ không phải đá đa đâu. À, đồ chi ơi, lớp phòng nào đây? Đồ tim được. Thất nghiệp rồi anh em ơi, đéo có xác mà khám luôn ạ. Cái kiểu đó chắc là về tờ vì tới Sian chị. Sian này lúc đầu là đi với cả bun còi đúng không? Ui giời ơi. Đấy. Ôi em bé chém xác này rồi. Đồ xí à. Hey. Nhồi. Các bạn đứng ở đâu vậy? Nhồi. Bạn chém trước mặt tôi với quả quạc thì mất cái được à? Em bé đi, còn ai nữa đâu. Đi. Ô, vẽ em bé từ từ, đi. Từ từ đã. Bún coi ấy, bạn là cái gì đấy, bạn số mấy ấy. Đồ xí đi, bút em bé đi. Bún coi ra bố em bé đi. Đồ xí bút em bé đi à? Bố em bé đi. Trời ơi, đồ xí ơi. Đã bảo rồi. Ôi dồi ôi. À, em bé bắn thằng này là dân phòng. Bé bắn dân phòng rồi. Em bé bắn thằng này dân phòng. Tôi có đi chung với mọi người đâu mà mọi người dí xong bảo tôi bắn nữa thì chị có tôi biết em Long là gì. Thế là thế là nó bắn bun à? Hả? Ừ, nó bắn bun, nó bắn trật à? Em bun, nhận bun người nổi tiếng mà. Em bé em sát đây. Dân phòng mà, biết ngay mà. Bắn dân phòng rồi. Phòng. Nè tao mà dân phong mà, bún là gì? Bún là cảnh sát trưởng. Má. Chết à, rồi bị ăn hốt rồi nó vẫn cãi được ạ. Lúc mà tê tao làm nhưng mà nó không bất điên nó xì đi đâu má. Nhưng mà vì nó không tiến tế gì. Đi luôn. Trời ơi, này nhanh hơn nào. Tan được chứ thùng. Tịch lắm ạ. Đi mua hả tin nhân ạ? Thế đó là ở đó. Nhưng mà đã bảo là tình nhân rồi, sao có chém nữa, à. Tao chịu. Rồi, biết ngay mà, ông Lucas lúc ở trên kia là bị cắp thanh tính rồi. Lắc trên hơi sớm nha. Art Uniform, hân hạnh đồng hành cùng DK Gaming. Phòng 1 thì tôi có yên tế, tôi bị tôi dễ chơi, không yên tế vì tế giờ toàn ngập chuông. Tôi đi, 15 người được tối. Ờ, phải đấy nó trùng hợp. Đôi khi thì mình bị trùng hợp, bị dí. Tôi chấp nhận nên biết sao giờ. Công ty mày không làm xong tay cho anh em cả hả? Thằng Snowball này. Mẹ mày tao tắt đèn liên tục mày không thấy à? À không, đó chuyện nào hết. Mày biết gì không anh? Mày nhớ cái pha mày không. Kéo cái xác không? Tao tắt đèn tao mày kéo xác đi xa. Có thế. Tao mày đóng cửa đó mày nhớ không? Điếu à? Điếu để phía cửa nhà em ơi. Anh em ai hút thì vào đấy lấy nhá. Lúc nào để trong đấy. Đức chờ ta này. Tính ngày xuống 15 rồi. Lúc nào, lúc lùng ở trong cửa nhá. Chờ đá thì chờ tí mà nốt vài trận nữa mình ra mình phục vụ anh em nhá. Còn nhiều bịt lắm mấy đứa, thoải mái bớt đi. Từ, có grab set không? 15 cúc. Hai vịt hỏi chấm cả. Ôi mẹ mình số 11 thì tính gì nữa. Hành lang nổi tiếng đeo bám. Hành lang hả? Ủa? Kệ mẹ đi. Ôi lại sống sót. Bách ở bìu. Hôm nay mẹ sống sót nhiều thế nhỉ? Giữ hành lang với đeo bám này. Mãi là cả nồi. Này nó cho mình mẹ có con sống sót thành mấy lần rồi. Tới 4 người. Chiến bịp ở đây à? Các mẹ ra đéo mở đấy nhá.
tượng. Cao thủ Chí Mưng. Mở thư này có hiện tượng gì dí này. Chạy mẹ luôn đi hả? Vãi nồi xác ở trên này này. Xác ở trên phòng đốt nha. Thế tôi confirm được cho rất là nhiều người đấy. Đồng hồ này, chú ý này, sói này, A Di Đà Phật ở dưới phòng phòng hội trường này. Với một thằng cái gì ta? Chanh thằng này. Chờ chanh rồi. Thằng tiêu. Chi bán cá nữa. Có bánh tiêu nhỉ? Biết. À, thì ở phòng học nha. Đấy. Ê, nó đấy, bỏ hơi nhiều zone nha. Thầy đồng báo thù bỏ á. Sát thủ đặt bom bỏ á. Chui cái phòng bãi phòng học được chưa? Phòng học đâu, đó là phòng hội trường rồi. Hội trường rồi. Rồi, ok, hội trường. Bất bình quá. Khả năng là chém trong chui thùng luôn ở trên phòng đốt rồi. Ừ, tao không nghĩ vậy. Thôi, đầu game mới có 2 xác thôi, mọi người chơi tiếp đấy. Ê, có gần cái tủ không? Có gần cái tủ không? Ủa, ai có xác không? Ngay cái tủ đấy, ngay cái tủ ở phòng đốt đấy. Ờ, vậy là nó, cái chui thùng. Nó chui rồi. Tao phòng tò mò đầu game mà. Đấy, mấy người loại vừa ra này, tôi nhìn thấy Minh Thư ở dưới này, mờ thư kìa. Thế còn ai không thấy thì vào phòng diện tình nghi. Phòng tò mò nhá. Phòng tò mò nhá. Nên đầu game cho cái chết chơi nhau thôi. Chanh là vì... Chanh vừa chém ba gan đúng không? Chanh nó chém ba gan sắp ba gan rồi. Cái gì đấy? Anh già nó chơi đối từ, tôi từ cặp giò, xong rồi cặp giò bảo con nhé chúa. Cặp giò này ạ. À. Cặp giò này hay đấy. Cặp giò khá đấy. Biết cái chơi nối từ đấy. Má nào của mình không canh cái lỗ đấy thành ra. Kéo gì thấy ai chui thùng. Bóc một cái rồi. Đấy, lô, đấy. Của mình là dư hành lang mới đeo bám à? Cái gì đấy? Bốt tháp luôn. Quá sao mà A Di Đà Phật đứng dưới xác cái nhà? Sao thế nhỉ? Alex cút kìa. Có thể là sơn đau lật da đấy. Bắn tiêu. Ấy, từ từ nha. Cầm lặng nha. Bắn tiêu nó chui thùng sau đó. Tôi nói nhá. Là cái xác này không phải ai gì đâu, không phải ai gì đâu, phải đâu cái xác này bay đầu chứ mà là gì đâu phải đâu. Nhưng mà A Di Đà Phật bị cầm lặng, ván này có cầm lặng. Thế còn cả Alex chết nữa kìa. Lại tao bị một cái đấy. Alex chết nữa kìa, là do này hai xác ha. Alex đi với chú ý. Ủa, Alex đi với chú ý mà. Chi ơi chi, nãy là có cả ông màu xanh lá này đấy. Ừ, có đứa nào nữa nhỉ? Bốn đứa, tao có bốn đứa. Trời. Tôi nói rồi đây, tôi kể cho, tôi tin lên. Tôi đứng trong cái đặt bông tôi bay. Tôi biết cái xác này là xác từ bạch đầu, ok chưa? Xong rồi nhá, Alex với chú ý đi lên trên. Tôi bay xuống dưới kho. Đó, Không, tao nghĩ trên nào là xin lỗi già đấy. Tao đéo tin lên lần đâu. Ừ. Từ từ nhá, thế thế chi chi bằng cá. Im lặng ơi, tinh linh nói là tao nghe được không? Hả? Không. Hả? Ấy, không mà sao tao nghe tiếng mày? Mày nói có thằng cùng mới nhảy ra. Mày ngáo rồi, tao nói bây giờ. Ấy, cho xin mất cái. Thằng khá. Ơi, cho xin mất cái, ai tin lên vậy? Tôi. Sao nào? Ơi, tôi 14 nè, không có tin lên nha. Tôi tin lên rồi, bạn của...
bạn cứu bạn số cuối bạn từ từ lên số cuối, từ lên số cuối, từ lên số cuối. Tao muốn, có một người áo, có một cuối rồi, mày muốn gì nữa? Có một người áo, 15 cuối. 15 áo. 15 áo không, tao 15 mà. Bạn cúc ơi. 15 áo, 14 mờ thư nói đúng á. Bạn. Đúng, tao đéo. Có một đéo tin lên. 15 tao số cuối, tin lên mà. Tao đéo tin. Ờ a gì cái đạo Phật có gì muốn nói tự ra trong phương đi nhá. Mẹ ngáo thật tờ, tao tin linh giờ chúng mình trôn được mà. Tao ra, tụi bay đứng đó rồi. Uầy, chứ cứ như thế. Kiếp nhiều của mình là còn hành lang với cả đeo bám hả? Đúng rồi, 15 là thằng game rác bị đá. Bây giờ cứ xử lý đi á, nãy giờ là chưa sabote vô tủng gì cả. Trường hit với sói, mở thư. Trường với sói ở dưới à? Còn bị, xem còn bị ạ. Ai gì đi Linh? Tôi tên lên. Tao gì? Tao gì thằng gì? Tao gì? Còn tinh linh là tôi dám chắc là trận này có tinh linh và ông ý ấy cho tôi là đúng nha. Là nhưng cái mà báo tôi tinh linh. Ta áp ca nha. Hiểu không? Từ tôi hỏi tí. Tinh linh số 14 còn những cái gì đấy? À còn tôi cuối, còn số cuối là số bao nhiêu? Số cuối 15 ao. 15 là bị thằng game rác là mic ồn bị đá nhá. Không, tôi số cuối tinh linh mà. Số cuối là 15 thì mà thư 14 kia rồi thì còn tinh linh gì nữa. Rồi, rồi. Rồi tinh linh tôi ngẫu nhiên tinh linh, được chưa? Rồi xong. Vô đi. Vô đi, tôi là sống sót rồi này, vô đi. Từ ai gì là không muốn nói gì đấy? Tôi bảo là tinh linh nhìn thấy đúng như những gì tinh linh nói luôn, tôi chỉ biết là thế thôi. Ông hiểu không? Nó là siêu thực gia đấy. Snowball nói. Nó là siêu thực gia nói gì? Khổ lắm. Nó thì phất lên được mà. Đấy, ok, tôi siêu được ra lát ra coi rồi. Thôi không cãi, chí thí. Ok. Lát ra nhá. Ê, vô đi. Em không có siêu được ra luôn chứ, coi chừng cái tàng hình đấy chứ. Tôi tự vô tôi rồi. Nhưng mà tàng hình làm sao nó từ chạy được cái thùng ra được. Ủa trong thùng ha. Tôi chỉ biết có cái xác cái chanh mạch với. Má, chanh kia ấy. Chanh lại không vốt à? Phải vốt chứ đúng không? Nó lại khóa mẹ thề đồng báo thù. Con báo thù với con bom vui thì nó lại khóa mẹ vào đéo chơi. Ai rửa ta? Không có cái gì nhỉ? Hành lang với đeo bám hả? Chanh áp ca này. A Tiến Bright với trường HT. Dí rồi. Bỏ mẹ rồi. Trông giống hai thằng này nó dí mình thế ta. Hai xác ở chỗ lối vào hầm này. Thế còn chí mừng với hai vịt à? Skip. Còn chí mừng với hai vịt thì được đấy nhỉ?
Double rồi, double rồi. Chim HT, A Tiến, Bright này là hai con vịt. Thằng kia là chim ưng. Rồi các bạn solo nhau nha, tôi té. Bây giờ đẹp nhất là chim ưng nó chém một vịt, xong rồi còn một vịt thì nó chém nốt thằng chim ưng. À... bây giờ mình đi trốn. Đấy. Win mẹ rồi. Tôi tàng hình đây anh em ơi. Tôi bỏ mẹ rồi. Má đã ác mà. Có tàng hình mới có thú thị. Đấy, tao bảo tao không phải phim được da rồi. Đi trơn cơ. Là gì thật? Nó tăng hình được có một tí ạ. Alex bảo tên Linh rồi. Hey. Màu đen. Thì tao bảo tao tên Linh rồi chứ quái cứ. Ờ cái quả đấy là anh tăng hình xong rồi là tự dưng là nó thì mình vẫn thấy nó hiện, nên lẽ ra mình phải là tăng hình luôn chứ nhỉ? Ừ, Alex chỉnh. Hot Uniform hân hạnh đồng hành cùng DK Gaming. Không, tôi bị anh đi chung với Hân Hân cho nên em nghi chứ là anh không, còn... Bánh nồi anh, ơi, anh đi chung với Hân để nghi. Nhưng tao cũng không khai rồi. Một cái ra nữa thì em mới nghi anh thôi. Ok, nó bịp thế nhở? Giờ lại có cả anh đi chung với Hân để nghi. Các trình đắc ơi, cho bé cái tiếng xuống đi, tiếng bạn to nhất đi. Ồ gì không? Ừ, không nghe được tiếng người khác đây. Các trình đắc dị vãi, giờ đi chung cũng bị nghi. Được đấy. Ôi, em thách thức em thách thức ám sát xong rồi bị nó băm chết con mẹ luôn. Không sao em, nhưng mà nó bị chết luôn mà em. À, giật phóng đi chém cái giật trưởng chịu đấy. Non dày non vớ vẩn. Thỉnh ra nhá. Quả đấy tắt điện đúng không? À, gặp cái hình này mình không chém được nó nha. Mà nó chém mình cay thế nhỉ. Một khoảng cách rất xa, chỗ đấy sẽ không. Ăn gà đừng hoa đen. Ôi. Mày muốn cười vào. Cái quả cái Hân nó khai dân phòng rồi mẹ. Bao nhiêu người xui bảo mẹ chém mẹ đi fake dân phòng. Nghĩ lại thôi. Anh ơi, em có biết gì đâu, con dịch của anh nó đuổi theo em, định quay lại em chém lại ông lộn anh ạ. À. Ác ma thật. Thế lại hay em ạ. Thế thì lại hay. Quả ai chơi đà đa mà cũng chấm ạ. Anh đen thôi, anh gà đừng à. Phải cả chém chép số 8 của nào. Ông em chạy ra mà. Anh ơi em bị câm lặng mẹ, trong khi anh là câm lặng. Anh là nồi. Tao phải sấy nữa à. Bị giết hét nhỏ thôi. Dạ yeah, có sát thủ nữa. Có phải sấy có sát thủ nữa. Anh có hét đâu trời ơi. Anh quay. Có vệ sĩ này có sát thủ. Chị ơi thôi. Sống sót đâu mà. Số 13. À ok. Phòng ở dưới 15 này thành ra chúng nó dí, à quên dưới 25 thành ra chúng nó dí cũng nhiều pha, nó cũng khó thật. Ê, tí cho anh vote nha. Ông
kia tôi đã đứng thế rồi, có người rồi mà không giết hộ tôi đi. Tôi đang đi chôn con bé này. Hello. Đây. À. Quay. Pháp y trong sót đeo bám. Ở số 13 hả? Anh ơi, em có gửi lời với mấy bạn ở bên kênh chat đây nè. Sao em? Em là em cực kỳ là ý kiến chi với bà nói á. Toàn là suối chém nha, đi nuốt em thôi nha. Suối cho vui, anh có chém em đâu. Vịt này. Dân tình kỳ cục. Ai? Captain Duck. 13, 14, 15 là zone hiện này. 14, 16 là hỏi chấm. Tắp y sống sót đeo bám. Bù ở đấy đông thế, đi đi em. À, chạy đi. Chết rồi, hai con vịt rồi, hai con vịt rồi. Chạy lẹ. Pen à? Pen ơi. Chém xong chạy đi nhanh thế. Phải tôi, theo sát ở đấy. Đừng. Sao đi qua không vốt, tôi chạy mất. Tôi không thấy. Này, ôi, đây này. Game lag à? Pet bạn ơi. Chút bầu kỳ quá. À? Pet, Pet là gì Pet ơi? Data xong đấu. Hai xác xong đấu cơ. Có data xong đấu. Hai xác đấy, không phải data xong đấu đâu. Hai xác cơ mà. Hai xác. Hai xác. Để bảo toàn tính mạng thì bạn nói gì? Thế bạn là gì đây? Thế nào? Thế bạn là gì? Không có, chắc không có kiểu đâu. Không ám sát đâu, có sát thủ rồi. À, ai vệ sĩ thôi. Thôi vốt bèn đi. Một mình bèn chém hai xác đi rồi. Vốt đi. Có tình nhân không ta? Chém xong chui thùng nhá. À, chém xong chui thùng đi. Cái gì? Trả lời rất chậm. Thành bao lâu ra xuống kia. Ok, Phoenix ra chút vừa lấy cho bạn nha. Săn thân này trông có vẻ lag ít đấy nhỉ. hơi anh ơi. Nó quên rồi. Tí cho anh vốt nha em ơi. Ok anh ơi. Đi. Ê, anh tí cho anh một vote nha, bốn đứa đủ vote đấy. Ok, chứ nữa. À, chia. Anh đi ca để em đi hất cho, Đây chẳng để hết một đông người hất nữa. Ớ cái gì đấy? Chắc ở đây này. Thôi. Đại cối. Có xác ở đây nhỉ? Sát tay lên nhé, ai làm sát ở trong hương xương nhé. Ô, tôi vừa thấy bạn, cái gì ạ? Captain Lock này, đi vào phòng đốt này. À, thì tôi làm nhiệm vụ trong đó. Không, Captain Duck đi vừa đi cùng bọn tôi, sang sao không phải? À, tôi đi cùng với Hong với cả rừng với sang Hong nè. Không, tại vì tôi đang ở trong đấy, xong rồi tôi thấy bạn đi vào trong ấy. Mà đi ờ, thì tôi vô đó, không tôi có nhiệm vụ, tôi làm trong đó không? Không, bạn ấy đi từ hương xương lên. Hiểu chưa? À, ok. Nhưng mà lúc đầu là bạn đã đi cùng bọn tôi rồi, không kém được sắc đấy đâu. Thế còn ai đi với ai nữa? Tôi, Alon với cả Phoenix đang ở dưới địa ngục. Ờ, thế còn Toby với Thái thôi. Tao gặp mẹ, tao gặp cái gì? À, mới gặp Toby, gặp bạn chứng là đứng kinh tế. Tôi đứng, tôi thấy Yumi ở bên trong phòng đốt nè. Đứng dưới hành lang, chỗ bức tranh đấy. Ừ thì tôi đang ở đấy mà đang định ấy cái lá bài. Tôi thấy tôi thấy vừa mới lúc đầu chạy qua bên phòng thí nghiệm mà không hiểu tại sao lại quay về phòng đốt. Thì phòng đốt nó có cái lá bài cái kia làm nhiệm vụ kia. Ờ thì ấy đấy tôi nói gì đó, chứ mình thử lý rất thôi. 10 à. Thế có thể còn mỗi Thái thôi này. Ờ Thái bạn ở với ở đâu? Thái ở đâu Thái? Đây, nãy tao bảo là tao gặp thằng Toby ở trên đoạn hành lang hầm ngục. Nói luôn này. Toby vừa đứng bức tranh. Thằng Toby vừa đứng ở bức tranh.
Cũng có thể là hai vị confirm với nhau nhé. Cũng đúng là làm mà tôi cũng đang gần đang giảm đó. Vẫn làm chung nhiệm vụ được đúng không? Kiểu mỗi mỗi người làm tiếp chơi tiếp. Nhiệm vụ được nhau đúng không? Một con vịt vừa hỏi. Con điệp tự vote đi. Vote. Đó cũng làm vậy, tôi số 12 okay, nè. Ai nhận không? Trời ơi. 10. Ok, ai vote gà rừng? Ok ạ. Đưa cho gà gần. Gà rừng chắc là điệp vote. Chắc đủ huế rồi. Hai vote mà. Là điệp vote. Bỏ mẹ rồi. Sao lại hai đứa không vote nhỉ? Lucas thì tự vote vào nó. Nghe chừng chưa đủ rồi, quên anh ấy, quên. Có hiện tượng sai sai gì đây rồi. Hân không vote anh rồi. Hân không vote rồi, Hân không vote rồi. Không, Hân không vote anh rồi. Trời thật. Ồ, hay quá nhỉ. Khá quá nhỉ. Cái anh lúc này cứ sao sao ấy. Thì anh bảo anh hơi lít rồi mà. Tự dưng người thấy Hân hơi nghi Hân đấy nhỉ. Trời ơi. Nó chạy luôn mà. Xuống cái này này. Đâu rồi? Đâu anh ơi, mất mẹ dấu anh ơi. Trốn rồi. Hân này nghi lắm này. Nó thùng rồi sao ấy. Nó thứ thùng rồi sao ấy. Đi. Không, Hân quả này là đây. Quả này nhìn ghi lắm này. Bấm Hân cái. Có vấn đề rồi. Hân có vấn đề rồi. Nó chạy lên trên rồi em ơi. Thấy ngay, chạy mất rồi. Không rồi, có ghi một con xác. Máy với mày ấy, vừa đấy mà anh không đi cùng với mày là mày toi rồi đấy. Đi dùng chua anh ơi. Hân không vốt được, khả năng chi bưng mẹ rồi. Không, lúc em cũng không vốt anh mà, em tự vốt mà. Đây, có xác này. Xác Toby à? Ở trên cái chỗ hành lang phòng đốt nha. Loại tiếp được rồi đấy. Hả? Loại người tiếp được rồi đấy. Xác sớm đấy, để đấy, tự xem thì nói. Ai biết được. Tôi biết được bạn là cái gì đâu, tôi phải vote chứ. Mọi người cần phân vị trí đi. Như tôi là tôi vừa mở cửa cái là tôi gặp ông Thành này với bạn Sonic này. Và lúc vừa nãy là tôi bị nhốt ở bên trong chỗ... Ba đứa này đi với nhau. Mình đi bên đây, cái này dí này. Tùm lum lên. Captain Duck với Thái. Tại mình nhốt ở trong kho à? Trong kho á. Tôi bị nhốt ở hàng xương nha. Ủa? Ai chú thằng sướng. What ôi. Captain? Tay sai đây ý nhỉ? Thì tôi ở trong hàng xương, tôi làm nhiệm vụ xong rồi tự nhiên nóng cỡ, tôi bị nhốt trong hàng xương thôi. Nhốt chỗ nào hàng xương đấy? Hello. Thì chỗ có đèn đó. Tôi bay với bạn vừa cao xương đâu? Đi luôn. Anh vào đá đàn. Không biết được. Chiến này đi chắc rồi. Ok, sẽ chở không? Ai băm thử đi. Bình tĩnh. Thái ở kho á. Đắc là gì đó? Tàu ở kho á. Trận này có đa xong đấu luôn đấy. Có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. 9 người à? Vẫn còn nhiều. Từ từ, cho đổ rôn lên Đắc cái. Tôi mà đứng hàng xương thì không thấy Đắc ở đấy. Đắc. Đắc là gì đắc? Tôi là vệ sĩ, em đắc là gì ấy? Ông vệ sĩ hả? Ừ. Tôi thám tử. Có bao nhiêu? Giờ này sao tôi nhớ số được? Như số 9 gì vậy? Ôi, skip trực tiếp đi, 9 người mà, sợ gì? À, tao bảo là, tao số 10 vẫn thấy thám tử nha. Ghi Captain nha. À, tao bảo là, số 10 tao vẫn thấy thám tử nha. Ai? Thám tử John chọn mà. Thì có tham tôi nhớ số 9 rồi. Số 10 tao vẫn thấy ở. Vẫn 2 vote. Một tao đấy. Lucas có 1 vote. Mấy anh kia bị gián điệp rồi đấy. Hân. Đắc với cả. Yumi.
Anh ơi, xin được đắc anh ơi. Phát này có 2 vote à? Thần vote anh ấy, em tự vote em mà. Ừ, anh thấy mày vote mày rồi, bây giờ thì chơi thằng cắp thần đắc đi. Đắc trước đi, anh xưởng đắc trước. Không à. Thái được. Ờ, còn đắc xong rồi đến thằng Thái. Đi. Em nghĩ thằng đắc giết xác ở chỗ hang xương của mình ấy. Cũng có thể. Ê, hỏi. Đi. Mẹ đóng cửa nữa. Cửa trước à? Đóng cửa trước được nhỉ? Chắc có cái văn mẹ thám tử số 9 thì bọn ấy dùng mãi nhỉ? Quen mồm. Bốn đứa ở trên này thì không có rồi. Chắc phải luôn đấy. Nếu mà nó là Dada thì nó chạy mẹ rồi. Em là bị sĩ. Một thằng alone này. Ừ. Em không đi với nó kệ đâu. Tại bị điên à? Ờ, có khi nó Dada, một Dada, hai vịt. Khả năng Dada. Cái đâu có trốn rồi. Cái gì anh mà thua thì em còn vốt sắp được. Thằng này ở đâu nhỉ? Bây giờ đang đéo có. Ờ cái sao ở bài hiến tế nha mọi người. Không có bố đâu anh ơi. Ê, thì tôi hỏi phát từ các tấn này, người từ thôi để dành. Gì nữa? Thế tôi đổi zone với Thái cái được không nhỉ? Thái đi. Hả? Ơ kìa Thái đi với tôi mà. Tao đi với Sun Lân đi đâu ấy, Sun Lân. Bú rồi, tôi đang đi với cả rừng. Không có bú đâu trời ơi. Từ từ nhá. Captain Duck ơi, người nổi tiếng cho tao nào ấy, Captain Duck. Ừ, đúng rồi. Nổi tiếng hả? Ừ. Chắc nào hai. Mẹ. Đúng rồi. Tại sao bạn không hỏi là người nổi tiếng chết chưa? Ôi xa. Bạn hỏi thế có phải ngon hơn không? Thế là Jumi đi với Thái. Hơn Kada rồi. Ê, Alon này, mày là gì Alon? Từ. Đợi tao một lúc nha. Gà rừng. Bạn đi đâu từ nãy? Tôi đi với gà rừng khổ lắm. Hân tôi đi lẻ từ đầu đấy này, hân tôi là Kada, vốt thằng Duck đi. Trời ơi, không phải mà. Tôi nói luôn thôi, Canada đây là ai, tôi đã chết đéo đâu. Trời ơi, vừa mới đi lên là có thấy xác rồi, thấy xác ngon rồi. Tức là bây giờ nhờ... Bây giờ mọi người thử xem những người nào mà đi lẻ một mình ấy. Jumi đi với Thái đúng không? Có khi nó là đa ba nó vốt xác được mọi người còn phân vị trí. Bọn tôi ở phòng học mà phòng học nó bị đóng cửa ấy. Rồi thế Phoenix từ từ nào một người nói thôi. Phoenix với cả Thành đang ở đâu? Tôi với Thành cả Phoenix đang ở một chỗ. Ba đứa một chỗ. Yumi đi với Thái. Đấy là một. Wow. Bọn tôi bị đóng cửa trong phòng học. Ờ xong rồi tôi lúc mà vừa mở cửa thì có hai ông nào đi qua đấy. Tôi với cả Sơn Thân đi qua đấy. Thế còn mỗi thằng Captain Duck thì còn ai nè? Captain Duck đấy. Mỗi nó bú thôi. Không, em vừa mới lên cái phòng hiến tế mà em thấy xong chim hong rồi. Hoặc nó chém xong nó bốt xác. Hoặc là chém xong bốt xác thôi. Nhưng mà làm đéo gì có con vịt nào nó cũng thế. Thì cứ vốt đi. Ờ, có không nhìn nào mà chém xong rồi bốt xác không? Ôi giời. Nhiều lúc nó giả u sao? Chơi lên, chơi lâu lâu và sẽ thấy vịt chém bốt xác rồi mà. Không, nhưng mà vấn đề mà em là kiểu người mới chơi thôi. Em không bao giờ làm dễ chơi đó. Nhưng mà em cấp 41 rồi mà. Ờ em cấp 41. Anh tin em, anh phút em. Cái cấp nó chỉ là con số nếu bạn mua ám. Vô đi. Xử lý nhanh đi mọi người ơi. Xử lý đi. Tôi cũng tìm nó, tôi chém nãy giờ mà không thấy. Thôi phút. Vịt không phải Dada đâu. Ok, sao phút em. Dada thì chịu thôi. Tìm mãi đâu thấy. Dada thắng mở ở đâu nữa, còn sao phút. Dada nói em có vịt đấy. Buồn ăn vịt làm thôi. Chưa xong à? Chưa xong. Là vịt anh ạ. Chưa xong à? Nghe ngay đi đây. Ngày là vịt, thế nó là vịt mà. Thằng này nó chém nó vút xác luôn. Khả năng là vậy thôi. Có khi có một chim ưng. Nói đừng ra. Ôi lên trên. Ăn phải một chim. Đừng chết rồi, chim ưng chết rồi. Sao biết chim ưng chết? Vừa một skip mà, thằng kia skip thì chắc là chị bưng chết rồi. Ok. Ê, San Hân bạn chén được không? Ai nhầm, ra dừng bạn chén được không?
Chém ai? Tôi đang đi Phoenix. À, cái gì ạ? Phoenix ở đúng rồi. Vừa tại vì Elon bảo là ấy rồi mà, bảo là cái gì ạ? Ở Canada rồi, mà làm gì có con vịt nào nó nhận Canada như vậy. Tôi cứ chém loại trừ đi, sợ gì? Phoenix không, Elon là tôi là vị trí đó, nó không biết nó là gì thôi. Bạn là gì? Mày thứ ba không? Không không, nhưng mà bạn vệ sinh cho ai quên mất. Đi. Tôi cứ chém loại trừ đi. Chém loại trừ đi. Ơ kìa. Ê trò. Đừng chém nhau. Ê. Bây giờ mà ra xác là vẫn còn vịt ở ngoài này. Có một còn skip à? Ừ. Đi. Ba. Chạy lên đấy. Khó nhỉ. Rồi, loại trừ theo ý anh em rồi, vẫn còn à? Là gì ấy, sao lại chém? Tôi hành lang, mấy người bảo chém thì chém thôi. Zumi là gì ấy, Zumi? Tôi là báo thủ. Chết mẹ, tập này mình quên bố rồi nhỉ? Báo thủ số 14. Ừ. Tôi đi với bạn từ nãy đến giờ rồi, chém tôi đã chém với bạn từ lâu rồi. Cái lúc cái dao mà bị đóng phòng còn gì nữa. Thế Thành là gì? Tôi á? Ừ. Tôi khai rôn luôn nhá, tôi là thầy Đồng. Thầy Đồng à? Ừ. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi, thì cái lúc mà bạn ấy bảo là cái gì có người chết rồi như. Cái lôn gì lôn đây? Nghĩa ba. Ở lôn bây giờ đéo ai dám giết ở lôn nữa đâu. Lôn Canada à? Canada số mấy ấy? Tao là vệ sĩ Zone Canada nhỉ? Canada số 7. Ủa vệ sĩ? Vệ sĩ hay ấy mà. À. Sao giờ? Thái là cái gì nhỉ? Thái là cái gì nhỉ? Thái là kỹ sư. Ra thử chu đi, ra thử chu đi. Đúng rồi, Thái. Ê, mình cũng chu được mà. Thái chui thùng, Zumi đứng ngoài thì mãi rồi bây giờ. Bạn có thấy những lần... Nhưng mà có nghĩa là nếu mà bạn Thái, bạn ấy mà biết ấy. Cái gì? Còn soi map được mà, kiểu soi map xem màu đỏ. Nhưng mà vịt chết thì làm sao mà soi được? Nhưng mà vịt chết là từ nhá. Tôi không tin Kana lắm này. Kana nãy giờ toàn đi 3 người thôi, không đi ra đi bắt vịt này, toàn đi 3 người này cũng hơi nghi này. Mà trước cái Hân là Canada anh ơi. Đúng rồi, khả năng Hân là Canada. Ngay vòng đầu luôn đi bạn. Ngay tôi với cả ngay vòng đầu luôn. Phoenix luôn rồi. Báo thù. Còn Ninh vừa bị chém rồi. Ừ. Nhưng mà khó nhỉ? Canada không đi lẻ ra bắt vịt vậy, cứ đi trụm lại thì kiểu gì. Tôi có đi lẻ mà đi nhưng mà thế đéo hiểu sao chuyện này đéo ai giết luôn ý. Ê Zumi, thế báo thù số 14 còn những cái gì bạn? Càng chả ai dám chém nữa. Hả? Báo thù số 14 thì còn những cái gì? À, còn người sống sót ý. Còn báo thù này. Còn cái gì nữa không nhớ, tại vì tôi nhớ được hai zone vậy rồi còn gì nữa. Tại vì cái game này nó có gián điệp, thành ra nó cũng mẹ nó fake cũng giỏi. Có điểm khó. Không, mà fake gián điệp làm sao mà fake được zone tôi. Không, gián điệp fake được mà. Gián điệp fake dễ luôn. Có nhờ. Chỉ có thông tin gì mới nhờ. Tao rồi không... Khó thế. Vẫn là gì á? Ê, phải bot thôi nha. Chả cần vốt được, chắc còn một người mà chém sao thắng được. Đâu còn hai vịt sao? Chắc còn một con thôi. Còn hai vịt được. Hai sao được? Thôi, nếu mà hai vịt chuyển tiếp. Kiểu gì cũng phải thấy một con. Đó chém thôi, thêm. Thôi, tiếp đi mọi người. Anh chưa đi đâu. Hẹn tiếp nha. Vệ sĩ gì đâu? Điều nhỉ. Ông mày thằng vốt tao chứ? Bây giờ đẹp rất có rắn điệp à? Con rắn điệp hả? Tao vô mẹ. Kỹ sư à? Ai đứa kia thì tin được, còn thằng Canada với cả thằng... Đéo tin thằng Canada lắm. Giờ đéo tin thằng Canada lắm nhỉ? Thôi, ông nào đi lẹ thì đi lẹ. Em vừa vút anh xong, thằng nào vút em ấy. Đấy, đéo biết được. Chắc rắn điệp vút mày thôi. Mỗi một phiếu chim bưng à?
cái tầm đấy không dám vote anh em, còn 6 người mà. Một phiếu nhỉ, một phiếu. Sợ nó đẩy vote chết luôn. Đấy, sợ đẩy, sợ bị đẩy vote chết luôn, anh đéo dám vote. Đắc là hai thằng Đắc là chim ưng nhỉ, xong hai. Còn đây là một skip hả? Captain Đắc là skip của Đắc. Là chim ưng, nó là chim ưng. Bây giờ còn con gián điệp, còn đúng một con gián điệp thôi. Nhưng mà anh đang không tin thằng Canada với cả thằng bồ đỏ ở trên. Em cũng nghĩ thế. Thằng Đắc kia làm gì mà chém thằng nó phút sắc luôn. Ừ. Đi. Hân Hân lúc ấy tách mình ra là Hân Hân Canada rồi. Canada rồi. Thành với Erlon ở đây. Ơi. Erlon này. Hay con Zumi kia. Ơ mẹ em. Không phải Erlon anh ơi. Em vệ sĩ thằng Erlon mà sao nó là gián điệp được. À, ừ nhỉ. Thằng Thành đi với thằng Erlon suốt. Thế con Zumi rồi. Ừ, sao tắt điện lại Zumi lại đi được nhỉ? Đúng rồi, còn Zumi rồi, thôi vô đi. Ủa, Zumi đi lẻ luôn đúng không? Không phải đi lẻ, không phải là đi lẻ mà là Zumi gián điệp. Không phải, gián điệp thương nhiều chứ. Không phải. Bạn nói xong bạn cười anh em. Nhưng mà với cả lúc nãy có cái dao rào bạn đi bảo bạn đi kèm đi trả sữa. Hai con vịt chết sớm tay, tay thế, trời ơi, sao đi tầm này rồi. Tắt điện đi đâu. Tôi bị ấn nhầm, bạn ơi, tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Tôi bị ấn nhầm, nút thế là nó chui vào thùng. Ngay mà. Trời, sao để em cầm dao vậy? Chị ơi, con đĩ chưa bưng chém em. Thân là đa đa. Đa đa. Ừ, thề. Xong rồi bây giờ mọi người toàn kiểu như là đi 2-2 lắm, là đéo chém được cơ. Ui giời ơi, đừng làm chém đá thế nhờ. Đá đâu mày ấy. Chém quỳ. Bỏ đi, chém bỏ đi. Ê Dũng ơi, sao tôi mày lại có cần biết mày ơi, tao kể cho nghe một câu chuyện của ông. Em thấy nghi thôi, với cả lại bạn ấy cảm thấy rất lộ quá. Đâu rồi, ông thám tử đâu rồi, chỗ nào? Có một cái dao nào trông lộ cực ấy. Thế thấy nghi thôi, em đề phòng thôi. Vậy, đây không à. Phải là dao. Đây là cái thịt trái. DK Charity, vì một cộng đồng gắn kết. Ê, em quả dưới chuẩn đó. Chị kể cho mà nghe cái ông thám tử. Tại cơ bản lúc ấy em độ zone rồi, chắc chắn chả ai dám chém đâu mà. Ý con đa này. Dí chết con ấy kia rồi thì làm sao mà ấy được nữa. Có anh cho có phiếu xong mà em thấy anh em sợ nên em chạy thôi. Anh có chém em đâu mà lo. Ôi anh em ơi, người ta hỏi cái bây giờ cái xu bạc có tác dụng gì không? Chỉ có em chém anh, nhưng anh có mấy khi anh chém em rồi. Quay bạn ơi. Quay bạn ơi. Bạn. Ừ nhờ, ta phải đi gấp xu đã. Thằng nào cút lên. Mẹ thằng nào rên như con mi xà. Thế tao bị kẹt ở trong sáu rồi, tao bắt đầu trận mới đi. Ok, ok, CBD. À, rồi biết chạy CBD luôn rồi. Tao bé thôi, mẹ mày nhà mày ngu à? Tao biết thật rồi. Chơi game mà trẻ trâu thế nhỉ? Sao? Ở trong cái shop tao có thấy ra được bay ơi. Ta nghe cái tiếng thằng này nó to to, ta nghe mày đấm vào mồm. Khả năng chỉ có mấy thằng mới vào thôi mà. Chọn nhanh lên rồi ơi, cho ta còn chọn. Ui giời, mình số 15 á. Ôi, bạn chọn giám điệp, bạn đòi hỏi nhanh lên. Bạn giám điệp rồi, bạn đòi hỏi gì nữa. Ôi, còn hơn cả trẻ vợ đi đẻ nữa. Trẻ vợ đi đẻ. Ừ, ta vô ối rồi đấy, nhanh lên. Thì không vậy. Thỏ quỷ vỡ ối rồi mọi người ạ. Vỡ. Mọi người hứng. Đúng rồi anh. Thỏ quỷ, anh đi với em tiếp đi. Tao bị lát rồi, tao bị cái gì nè, nó mắc tao ở trong cái shop đâu. Không nhớ nào game luôn. Danh tính, à đây, xuống rồi. Ngu hả? Bà gà thầm dạ, tử. Ngu. Ui, siêu đau.
ba gang thám tử. Quái đi em ơi. Mẹ hơi chạm hơi nhiều người em ạ. U. To. Ồ. Nhanh thế. Đen thế nhỉ? 21 giây luôn mà. Ngậy tuyệt đối, ngậy tuyệt đối. Còn vịt là chứ không được thử. Nghe gặp nó trong đường hầm, nó kêu hãy tin tôi. Hãy tin tôi. Người ta đặt niềm tin vào mày nhiều thế mà sao mày mày lỡ thế à? Còn ba dịch nhá, tôi là Kim Vân thôi. Còn ba dịch nhá. Chết đợi Kim Vân đi. Kim Vân già tóc bạc, trẻ em phải lẫn nhé. Muốn skip à? Thì còn ba dịch mà, tôi là Kim Vân thôi. Kim Vân. Có vì tôi Kim Vân muốn skip với Kim Vân. Thật. Đi xem có sabote không là biết ngay thôi mà. Chém nó, thằng nào đứng yên chém nó. Vãi nổi đồng tê. Thế thôi, thế thôi. Anh Lucas chui thùng ra nè. Chui thùng à? Em biết bồ câu hay chim hay là kỹ sư này à? Anh em đứng đây múa cột, lười đi quá. Có người chết là nơi câu. Có người chết à? Ha 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 ha. Thái làm nhiệm vụ vì tao chết chặt luôn. Tới cảnh sát trưởng nhá. Ha 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 ha. Đấy. Nhiệm vụ gì đấy? Làm cái nhiệm vụ gì quên ở chỗ phòng học ấy. Đập cái đèn. Ôi sao bọn nghe có hình ta, sao bọn hình ta, đúng không? Tớ không biết, không nhớ. Đâu, tớ có làm gì mấy đâu. Cái hiến tế là nó phải ở góc chỗ địa ngục chứ. Cái hiến tế nó... Làm việc nhiều thì biết ha. Cái hiến tế nó ở trên phòng thí nghiệm ấy. Chơi đến... Ô thế à? Thường là ở... Ở đâu phòng đốt mà. Người này có lẫn không? Phòng đốt tôi hay... Có quỷ thảo đứng yên nha. Ô. À, quỷ thỏ quỷ, đứng yên à? Quỷ thỏ nào vớ vẩn. Có hát hát đứng yên nữa. Ai đứng yên, ai đứng yên. Anh có thích gì, anh thích gì. Thỏ quỷ. Hát hát đứng yên cơ. Em đi trốn anh nữa. Trông giống một câu quá nhở. Ở trong lòng tôi hết rồi. Té thôi, nó đi rồi. Anh em đi. À, mà nó đi đông vách cả bìu. Luôn anh ạ. À. Hả? Dạ một người luôn. Ừ, nó đông quá. Hay là phách khả năng thằng kia nó chưa chắc đã chém vào vịt đâu. Chém đa đa. Đi hai hai thôi. Đi, một câu. Đi đi vào trong này tìm con siêu được dai. Chẳng. Sao cái siêu năng lực siết? Alo anh em mình cầm phong cái đi. Ai đi chung với ai vậy? Tôi ở dưới. Tôi đi cùng với cảnh sát trưởng này. Xong rồi gặp rồi rồi biết rồi 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 rồi. Phan hít anh lấy ai này Phan hít. Tôi đi một mình. Đi một mình là sao vậy? Rồi bỏ qua Phan hít. Gà rừng ném đi với ai vậy gà rừng? Trời ơi đứa nào. Tôi đi với cả cái em tổ chim kìa. Tổ chim là ai vậy? Đâu tổ chim kìa? Hân Hân kìa? À sao Hân Hân đang đi với ai vậy? Thôi đang đi một mình ở kho gặp ba ông đấy. Mấy ông vừa đi qua đấy. Thỏ quỷ, quỷ thỏ với cả ông quay vừa đi qua này. Có à? Thôi trong thùng đấy. Không nhỉ? Ở đây không là cô chỉ thấy... Piro là con gái chứ là quay chứ là tôi thôi. Chứ tôi không có thằng Hồng. Trong thùng mà, ông thấy là đúng rồi còn gì nữa. Ok, tin tưởng.
Hiệp đang đi với ai vậy? Tôi đã chạy sang kho đâu mà ông nhìn thấy tôi. Rồi, thế còn Sư Gao nhập với Sư Gao nữa. Góc đó thấy được. Kỹ sư thì góc đó thấy được. Nhưng mà tôi, không thấy đấy là tôi chưa chạy sang kho đâu, tôi mới đang ở mé của trường mà. Ừ, chỉ có thấy được túi dòng thôi chứ không thấy được thằng kia nha, không thấy được thằng còn lại nha. Thằng Hoài nó chạy từ trên dưới kia ra kho, xong nó chạy sang phải hội trường còn gì nữa. Nhưng mà tôi chưa chạy tới kho, chúng tôi còn chưa tới cái cửa kho luôn ý. Mày đứng chỗ... À, thế chắc là siêu năng lực ra sao vậy? À, ở dưới cửa hàng sư. Ở với ai? Mình bạn ơi. Hiệp ở đâu với ai vậy? Tôi ở phòng học. Phòng học. Ngoài mày đi qua mày thấy nó không ngoài? Phòng học ai? Thằng Hiệp. Hiệp, ai biết được có đâu? 3, 4. Thôi còn 11 người trực tiếp. Phòng học mà. Phòng dưới 25 bọn này nó suy luận lâu quá. Chúng tôi chạy xuống dưới xong rồi thấy cái xác này chứ không nhìn thấy chi phòng đâu rồi. Là 4 người đi chạy đúng không? Rồi. Còn 3 đứa ở dưới thôi. Đi ra đây, 4 đứa đi lẻ. Đủ nhá gì rồi, là cái thằng vừa vừa vào kêu hú hét nhưng mà kêu kêu luôn quá. Đúng rồi, cái thằng này bụng to đấy. Bụng to đấy. Chém mẹ đi. Trẻ trâu chém đi. Đi hơn rồi. Cho em vừa chạm alo. Cho cái thằng siêu nâng cao phát. Ê quay lại, có đứa chạm em kìa. Oai với siro hả? Té. Okay. Tôi lấy ghi. Đi kiếm cái thằng trẻ trâu ở đấy bấm cho nó phát. Ủa nó đâu ấy? Xanh. Hai sư. Đảo. Tôi có một xác à? Thằng Hiệp hay là Zumi chính chết vậy? Thằng nào ở trong thùng vừa nhảy ra đó? À, tôi, thằng Zumi chém. Zumi chém. Chém đâu mà chém? Mà bạn cặp gì chứ? Gì vậy? À hiểu rồi. Nè. Đừng thật lại sự gì. Là có tôi đang bị 4 đứa ở lon Yumi với là thằng Hiệp. Tôi hỏi Hiệp nó lại gì, nó bảo nó là Tinh Linh. Tôi mới là Tinh Linh xong tôi kêu ở lon chém thằng Hiệp đi. Cái xong tôi chạy ra để cho tụi nó chém. Cái tôi chạy lên tôi thấy cái xác một sang chết. Tôi tưởng Hiệp chết rồi. Tôi gung xác. Cái tôi thấy con nào nhảy ra đó, xong rồi thằng đó nó làm chứng rồi, tôi không biết. À, thấy xung bị chém thôi. Ủa, cái bạn là gì mà bạn ở trong đấy? Cao, số 10. Trời, bạn là gì? Bồ câu số 10. Bồ câu mà không đi lây bệnh. Thì nó chơi thì phải ngỗng, nó không đi lây bệnh. Càng cần tôi win lắm. Câu chơi theo phải ngỗng. Thì người ta thích chơi thì phải ngỗng thôi. Ờ. Thì mỗi cái chơi người ta chứ. Nhưng mà vấn đề là không phải là tôi. Thì bạn lên rôn đi. Tôi là người sống sót cuối cùng. Người sống sót, tôi biết ai người sống sót luôn á. Ai? Thôi, ai nhầm không? Nhưng mà tôi biết. Nhưng mà... Là ai? Vậy thì Hiệp mày lại gì Hiệp? Tao bây giờ con bồ câu. Thằng siêu nhân cao nó phết tao ấy. Vì sao nãy mày chết mày lên. Thủ đi. Đâu ra phòng họp tao chủ tủ mày xem. Tao biết hai đứa chủ tủ là thế nào rồi. Bây giờ tự nhiên mày nhận mày là chủ tủ nữa. Trong khi cả game mày không đi chủ tủ. Tao xui được. Sao bây giờ sao? Xong bị chém tao luôn. Nãy có sánh nó biết rồi đâu rồi. Người giống nhau cho mấy vậy?
Như mày. Đường số 15. Ê, ê, rồi sai rồi, sai. Số 15 là dương dương phòng bạn ơi, 15 là dương phòng. Thôi chà, công việc này, công việc này. Tụi mày luôn chung, 15 là dương phòng, khỏi khỏi nó nhiều. Kệ mày, khỏi. Trời ơi, lộ rồi, lộ rồi. Con bồ câu này phe ngỗng nó bắt mé mất vịt rồi. Chém cho Zumi phát xong vốt bồ câu là hợp lý nhỉ. Báo, con phim bồ câu đi ra đây. Tao. Chui ra. Chém. Mày chém ai đi chứ mày đừng báo. Ôi, tôi 15 dân phòng này, tôi vốt luôn con bồ câu đi. Bồ câu phe ngỗng thì vịt chơi làm sao được. Cho tao nói. Định rao ra tôi mới lấy bệnh mà. Mày nghe, thằng Hiệp. Thằng Hiệp nó là chim bồ câu mà tính làm nhiệm vụ của mình. Hiệp chắc đa đa thôi kệ nó vốt bồ câu chứ. Vậy hả, con nào còn sống không? Chạy sẽ trưởng chết rồi. Thế rồi, tôi dân phòng à. Vốt xin cao đi trước đi. Ờ, CEO. Nãy giờ tao vốt cho mày đủ 4 phiếu mà mày ra chém nó CEO. Ok, ok. Ai tao bay màu luôn à. Số 11 là kỹ sư. Thằng Oi là kỹ sư. Ồ, rồi chém mày. Kỹ sư chạy lông nhông đấy. Ôi. Lũ kỹ sư à? Siro về Oai. Còn thằng Hiệp nữa. Hiệp Đa Đa. Oai. Hiệp Đa Đa với ai? Ai ở cạnh Hiệp nhỉ? Siro đúng không? Ừ, tức thế nhờ. Hên cứt. Anh Tâm giùm em cái thùng rồi anh. Khó chịu. Hên cứt. Giỏi lắm. Anh giỏi lắm mà, trong đó mãi nhé. Hên cứt. Suốt ngày trêu nhau, dí nhau, xong cuối cùng là... Thành chết! Má, nó giờ hết chuông rồi. À, hết súng rồi. Ê, thằng Hiệp ở trên kìa, sao không chém nó đi? Đâu? Nó vừa chạy lên trên đấy. Thí nghiệm. Chạy lên trên phòng thí nghiệm hoặc là vào cổng tele thôi. Có người chết rồi. Có người chết rồi á? Dạ. Yeah. Xác này ở bên cạnh phòng tò mò. Chú Khanh Na đi xuống. Tôi vừa soi thấy là Hiệp gà chui từ cổng tele chui ra. Trong phòng thí nghiệm. Thế trước tao khi... Tao đã bảo là tao chém mà chúng mày không tin tao nữa. Trước khi dí Hiệp thì hỏi thỏ quỷ là gì đấy? Tao là từng lần nãy tao nhận từ lúc kia mà. Ờ, thế thôi Vân Hiệp đi. Cái lúc mà tao kêu Alon chém nó phát trôn tao mà. Hết cướp. Tao rồi. Anh, biết được lắm. Kể Đa Đa win thôi. Nó là Vita Đa Đa cái gì? Tuyệt vời bạn ơi. Ô, Zumi lại giám điểm. Nhưng mà cái ông vịt kia đầu tiên ông ấy chết sớm, ông ấy out luôn mà, không làm nhiệm vụ gì luôn. Hắn đang nghỉ trước đi Hắn ơi. Ok. Chơi thêm một ván nữa bù cái lúc mà vừa nãy game lag anh em.